quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trao nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng nhẹ con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giảng diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hành chơn biên tập bình minh thời gian ngày 28 tháng 10 năm 2010 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Kông tập 178 chư vị pháp sư chư vị đồng Hồng, xin mời ngồi mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh dạy Trang 203 Bắt đầu xem từ hàng thứ hai từ dưới lên Nguyện đường an trú tam ma địa Hằng phóng quang minh chiếu nhất thiết Cảm đắc quảng đại thanh tịnh cư Thù thắng trang nghiêm vô đẳng lương Chúng ta tiếp tục lật qua Luân hồi chư thú chúng sanh loại Tóc xanh ngã sát thọ an lạc Thường vận từ tâm bạc hưởng tình Độ tận vô biên khổ chúng sanh Hai bài này là nguyện cầu tịnh độ Bài kệ trước Là cảm đắc tình sát Hai câu trước là nhân Hai câu sau là quả Bài thứ hai Là đồ tầng chúng sanh Cũng chính là nói đây là mục tiêu mà Tỳ Kheo Pháp Tạng kiến lập thế giới Tây Phương cực lạc. Không phải vì thọ dụng cho bản thân, mà là vì trọng độ chúng sanh. Đặc biệt chúng trọng trong lục đạo. Cho nên các loại chúng sanh trong luân hồi, đây là chỉ cho luân hồi lục đạo. Quý vị xem Kinh Văn, Nhanh chóng sanh vào cõi nước ta Đức Phật nóng lòng mong muốn Chúng ta nhanh chóng đến cõi nước của Ngài Nghĩa là nói Ngài ngày ngày, ngày chờ đợi trong ngóng Hai câu sau cùng Thường vận lòng từ cứ bạc khử tình Độ tận vô biên chúng sanh đau khổ Phạm vi này rất lớn Ngoài lục đạo còn có 10 pháp giới Chứng minh Nguyện lực của Bồ Tát Vịnh viễn Không có cảnh dừng Bây giờ chúng ta xem chú giải của Bùi Hoàng Niệm Tổ Tám câu bên phải Hai bài kệ ở trước bên phải Tất cả là tám câu kinh văn Là cầu thành Phật Nhiếp nguyện cõi tình độ của Phật Nghĩa là nguyện cầu tình độ Tám câu này thật sự là Tổng quy các nguyện ở trên Tất cả nguyện nói ở trước Mục đích sau cùng là đây Cũng là trong phẩm thứ sáu bên dưới Nồng cố phụ 48 nguyện Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói nếu chư bồ tát dùng nước đại bi nhiều ít chúng sanh tức có thể thành tựu a-nậu đa-la tam miệu tam bồ đề cho nên bồ đề thuộc chúng sanh vì thành tựu phương tiện cứu cánh sự nghiệp độ sanh cho nên phát đại nguyện nhiếp cõi nước tình chúng ta xem đoạn này Mấy câu trước nói rất rõ ràng Trích dẫn phẩm phổ hiền hành nguyện làm chứng Nếu chư Bồ Tát Lấy nước Đại Bi nhiều ít chúng sanh Nước Đại Bi là ví dụ Nghĩa là Đại Từ Đại Bi Mỗi niệm đều nhớ đến chúng sanh, Ít là lợi ích nhiều là lợi ích lớn nhất, gọi là phong nhiêu phong phú nhất lớn nhất, rốt rắn nhất, đem lợi ích triệt đề nhất cho chúng sanh. Trong bộ kinh này nói đến ba loại chân thật, chân thật rốt ráo đó là tự tánh trong tất cả chỉ có tự tánh chân thật ngoài ra đều không chân thật cho nên bồ tát hạnh lấy chân thật rút ra làm căn bản Nghĩa là căn bản nương Đây là nương tượng Lấy tâm đại từ bi Làm nghiệp dụng Nghiệp nghĩa là sự nghiệp Thúc đẩy sự nghiệp Cứu giúp chúng sanh khổ nạn của Bồ Tát Là nương vào tâm đại bi Có hai loại này có gốc, có rễ Chân thật rốt ráo là rễ Từ bi chân thật là gốc Cần dùng hai thứ này để thúc đẩy Có thể thành tựu vô thượng Bồ Đề A nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là tiếng Phạn dịch sang tiếng Trung nghĩa là vô thường chánh đẳng chánh giác cho nên bồ đề thuộc chúng sanh bồ đề là chánh giác chánh giác là thuộc chúng sanh đây là kinh văn trong phẩm hành nguyện Bên dưới là tổng kết của cụ Hoàng Niệm Tổ Vì thành tựu phương tiện cứu cánh sự nghiệp độ sanh Ý nghĩa giống với phẩm hạnh nguyện nói Không có gì sai khác Cho nên Pháp Đại Nguyện Nhất tịnh quốc độ Chúng ta xem Bồ Tát phát Tạng tạ. Trước thế gian tự tại phương Phật phát Đại Nguyện Đại Tâm này Tâm nguyện này không phải giả Vì sao vậy? vì ngài muốn chiến lập thế giới tây phương cực lạc. đây là thật không phải giả. vì sao chiến lập thế giới tây phương cực lạc? vì giúp chúng sanh thành phật. hy vọng chúng sanh ở đây thành phật. bên dưới đói tường tâm chúng ta đọc đoạn khai thị này nghĩ đến người tu học tịnh tâm tổ sư đại đức thường nhắc nhở chúng ta phải lấy tâm của phật A Di Đà làm tâm của mình lấy nguyện của phật ai di đà là nguyện của mình hay nói cách khác tâm đồng tâm phật nguyện đồng nguyện phật hành đồng hành phật đức đồng đức phật làm gì có đạo lý không sanh tình độ những lời này không phải nói rồi là thôi Nói xong phải thực hiện Phật A di đà đã thực hiện nó Thật sự đã kiến lập nên thế giới cực lạc Chúng ta đọc đoạn kinh văn này Nên có hành động gì Phải học Phật A Di Đà Giúp tất cả chúng sanh khổ nạn Dùng phương pháp gì chứ? Hoàng Pháp Hồ Trì Pháp Môn Tịnh Độ Hoàng dương pháp môn này Hộ trì pháp môn này Khuyên dạy chúng sanh có duyên Chúng sanh như thế nào? Chúng sanh có nhân duyên Như thế nào gọi là có duyên? Họ có thể tin Có thể lý giải Chiều pháp nguyện cầu sinh tình đồ. Gọi là chúng sanh có duyên Chúng sanh không có duyên Trong thiện căn cho họ Chúng sanh có duyên Và giúp họ thành tựu ngay trong đời này Điều này quan trọng Phật A-di-đà kiến lập thế giới cực lạc Chúng ta phải phát tâm kiến lập đạo tràng tịnh độ Không có đạo tràng không thể quá độ chúng sanh Không thể tiếp dẫn Ngày nay đạo tràng có hai hình thức Một là phổ độ tất cả chúng sanh Đạo tràng này là gì? Đạo tràng này là mạng internet Là truyền hình vệ tinh Đây là đạo tràng Chỉ có dùng đạo tràng này Mới có thể phát triển rộng rãi tình độ tốt Phổ độ chúng sanh Chúng ta không thể không có đạo tràng này Ngoài ra phải kiến lập đạo tràng nhỏ Vì sao vậy? Để đào tạo thầy giáo Đây là chúng sanh nhân duyên thuần thục Nhân duyên thuần thục là gì? Là y giáo phụng hành Đào tạo ra một nhân tài hoàng pháp Ít nhất phải mất 10 năm Hộ pháp và hoàng pháp không có gì khác nhau Trên toàn thế giới chưa có đạo tràng nào như thế Nghĩa là nói đạo tràng hiện nay Tôn giáo Phật giáo rất nhiều Đạo trang mới thành Đa phần là tham quan du lịch Phật giáo Còn giáo dục Phật giáo thì không có Thiếu điều này Chúng ta thường nói là Xã hội hiện nay trên toàn thế giới Có sáu hình thức Phật giáo khác nhau Thiếu đạo tràng giáo dục Phật giáo Điều này rất quan trọng Cũng không cần phải kiến lập quá quy mô Vì sao vậy? Vì không có thầy giáo quý vị nói chúng ta thành lập phật học viện được không tôi không tán thành việc thành lập phật học viện vì sao vậy vì không có người dạy thành lập đại học phật giáo thành lập học viện phật giáo việc đầu tiên chính là thầy giáo không có bây giờ chúng ta cần phải đào tạo thầy giáo thầy giáo mô hình nhỏ là được rồi như Tổ sư Ấn Quang đã nói. Có thể có một đào tràng nhỏ, thường trú khoảng 20 người. 20 người này, 10 người là học viên tu học ở đây. 10 người khác là công quản chăm sóc cho cuộc sống sinh hoạt của họ. Hai mươi người như vậy sống trong một đạo tràng nhỏ, áp dụng phương thức khép kín, cũng giống như tình hình bế quan ở trên núi vậy. Nhất định mười năm không hạ sơn. Ở đây tin tấn độn đừng tu học mười năm. Một người chuyên tu một bộ kinh, mười năm sau thành tựu mười người thầy mười người thầy này một người hướng dẫn mười người khác sau hai mươi năm sẽ xuất hiện hơn hai trăm người thầy có thể thành lập phật học viện thêm mười năm nữa chúng ta ít nhất có ba bốn trăm thầy giáo xuất hiện có thể thành lập đại học phật giáo con đường này đi được Con đường này thông đến thế giới cực lạc Khó, khó ở bước thứ nhất Tôi đã nghĩ đến việc này từ lâu Nhưng không có phước báo Chỉ muốn tìm một chỗ nhỏ Có khoảng 10 người chí đồng đào thần Cùng nhau tu học mỗi người chuyên tu một bộ kinh báo cáo mỗi ngày mười người một ngày nghe kinh mười tiếng tôi nghe mọi người báo cáo bản thân cũng báo cáo một tiếng đồng hồ nâng cao bản thân cũng có thể dung hội quán thông với chính bộ kinh khác Nhưng mỗi người nhất định chuyên tu một môn Chuyên Thì tâm họ sẽ định Ví dụ tôi tu kinh vô lượng thọ Người kia tu kinh kim cang Tôi học của tôi Họ học của họ Tôi giảng cho họ nghe Họ giảng cho tôi nghe Phương pháp học tập là như thế Học xong lần thứ nhất thì học, lần thứ học lần thứ thì học đến lần thứ hai Học xong lần thứ hai thì học đến lần thứ ba Bộ kinh này học suốt 10 năm Như vậy sẽ dễ thành tựu Mười năm sau Người học kinh vô lượng thọ Chính là vô lượng thọ Phật Người học kinh kim cang Trở thành kim cang tác đoạn Người học kinh địa tạng Tức là Bồ Tát địa tạng Tuyệt đối phải nhất môn thâm nhập Không được học nhiều Đạo dạy học quý ở chuyên Học cũng như vậy Phải có nhẫn nặng Mười năm tâm không động Người này sẽ được định Định có thể sanh tuệ Tức trí tuệ khai phát Không thể đạt triệt đại ngộ Tôi nghĩ có thể đạt được đại ngộ Trước đây Thầy dạy tôi Mặc dù không thể thông tất cả Pháp Đó là đại triệt đại ngộ Thì ít nhất cũng có thể thông một tông Như tịnh độ tông Quý vị có thể thông một tông Như vậy nghĩa là đại ngộ Điều này chính xác Chúng ta thấy tấm gương của Phật A-di-đà Biết được bản thân phải làm gì Công đức hộ pháp không thể nghĩ bàn Những người này ở đây cầu học Nếu không có người hộ trì Tâm họ không định Các bậc cổ đức thường nói Thân an tức đạo long Người hộ trì khiến thân tâm quý vị an ổn Cuộc sống của chúng ta Tuyệt đối không cầu xa xỉ Cơm canh đạm bạc là được Không thiếu thốn Mười năm định tại nơi này Như vậy nhất định sẽ thành tựu Nếu như không có hộ pháp Mọi thứ phải tự mình lo liệu Tâm sẽ tán loạn Không thể thành tựu bởi vậy cần phải có người hộ trì Có nội hộ, có ngoại hộ Ngoại hộ dễ, còn nội hộ không dễ Nội hộ ngày nay chúng ta gọi là làm công quả Ngoại hộ Là lấy tài lực đến ủng hộ họ hoặc là dùng các phương thức khác đến giúp đạo tràng. Khiến đạo tràng không bị bên ngoài quấy nhiễu. Người học tập đều có thể an tâm, thân tâm an ổn. Đạo nghiệp có thể thành tựu. công đức không thể nghĩ bàn. bên dưới giải thích từng câu cho chúng ta nguyện được an trú trong tam ma địa luận phong quang minh chiếu tất cả câu tam ma địa nghĩa là tam muội là chánh định Nguyện an trú trong chánh định Câu này rất quan trọng Như thế nào mới an trú trong chánh định Hàng thượng thượng căn Lục căn trong cảnh giới lục trần Không khởi tâm, không đồng niệm Điều này phạm phu chúng ta không làm được Mà Pháp thân Bồ Tát làm được Vãng sanh đến thế giới cực lạc Chính là cảnh giới này Sanh đến thế giới cực lạc Đều không khởi tâm Không đồng niệm Cho nên thế giới cực lạc Rất thù thắng Ở nơi này của chúng ta Ít nhất cũng phải đạt được không phân biệt không chấp trước tâm chúng ta mới định chúng ta có phân biệt có chấp trước làm sao định cho được tâm không định nghĩa là không chuyên tâm cũng chính là không có thành kính Như vậy không học được gì cả Mặc dù ta rất tin tấn nỗ lực đọc sách suốt 10 năm 10 năm đạt được thành tựu gì? Đạt được tri thức Tri thức về kinh điển Có thể thông một tông không? Không thể Vì trí tuệ chưa khai Trí tuệ từ trong tự tánh hiển lộ ra Nhất định từ trong tam muội Nghĩa là từ trong chánh định diễn lộ ra Công phu của chánh định có sâu có cạn Chúng ta có thể làm được không chấp trước không buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chỉ làm được không chấp trước đó cũng là chánh định công phu chánh định cả không thể nói họ không phải chánh định Công phu này có thể thông một tông phái Nếu đạt đến không phân biệt Như vậy không chỉ thông một tông phái Tông phái tương ứng với mình đều thông đạt hết Đạt đến không khởi tâm, không động niệm Thì toàn bộ đều thấu trị Vì sao vậy? Vì đạt kiến tánh, minh tâm kiến tánh hoàn toàn thông đạt. Công phu tu hành trong Phật Pháp không có gì khác ngoài buông bỏ Nếu không buông bỏ, ta chịu thiệt thôi Phật Bồ Tát đến dạy cũng vô ích Buông bỏ phiền nặng buông bỏ tập khí Phạm những gì trái với tự tánh đều là phiền não, Tương ứng với tự tâm Nhưng trong đó có phân biệt chấp trước Cũng là phiền não Chúng ta dùng một ví dụ đơn giản để nói Ví dụ thập thiện nghiệp đạo Quý vị đều thực hành Đã đoàn tận thập ác Không những ngôn hành không có ác niệm. Đây là mười ác niệm. Khởi tâm động niệm đều không có. Họ tu thập thiện rất triệt để, Đoạn thập ác chính là thập thiện. Nhưng chưa buông bỏ chấp trước. Quý vị xem, tôi tu thập thiện rất tốt. Quý vị không bằng tôi. Đây là chưa buông bỏ chấp trước. Chưa buông bỏ phân biệt. Có thể khai trí huệ chăng? Không, không thể. thể Vì quý vị chưa được chánh định Vì quý vị có phân biệt Vì quý vị có chấp trước Đây là gì? Đây là tu thập thiện nghiệp đạo của thế gian Quả báo là trong ba đường lành Không thể ra khỏi lục đạo Nếu không cầu sanh thế giới cực lạc Thì hết cách nếu đầy đủ thập thiện Mà vẫn còn phân biệt chấp trước Cầu sanh tịnh độ được chăng? Được Sanh về đâu? Sanh đến cõi phàm tánh đồng cư của thế giới cực lạc Không tệ Vì sao? Vì cõi phàm tánh đồng cư Mặc dù là hà hà phẩm vạn sanh Nhưng được bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trì Ta cũng trở thành A-duy vị trí Bồ-Tát phải biết điều này Nói cách khác Vạn sanh thế giới Tây Phương cực là Điều kiện cơ bản Điều kiện thấp nhất Tức quý vị ở thế gian này Đời sau có điều kiện sanh lên cõi trời Không bị đọa vào ba đường ác đây là thiền nam tử thiền nữ nhân mà trong kinh nói quý vị phải có điều kiện này đoạn thập ác tu thập thiện vẫn còn phân biệt chấp trước chính là ý này nếu đoạn thập ác tu thập thiện không có phân biệt chấp trước công phu này rất cao Vì sao vậy? Vì ta có thể ngay trong đời này vượt thoát luân hồi lục đạo, vạn sanh thế giới tây phương cực lạc, không phải cõi phàm thánh đồng cư, lên cao hơn một bậc là cõi phương tiện hưởng chứ. Từ đó cho thấy Chúng ta ở thế gian này Chư Phật Bồ Tát đối với chúng ta có một kỳ vọng duy nhất chính là dạy chúng ta buông bỏ phải đoạn tất cả điều ác tu tất cả điều thiện nhưng không được có phân biệt chấp trước đây là kỳ vọng chư phật bồ tát đối với chúng ta đặc biệt là phật a di đà Nếu ta tu hành như vậy nhất định sẽ được vạn xanh, bản thân có sự chắc chắn, khi nào vạn xanh sẽ biết trước dần chứ. Người có công phu sâu hơn một chút có thể tự tại muốn đi là đi. Ở đây cần quý vị. Con chúng sanh cần quý vị chứ Quý vị có thể sống thêm vài năm không sao. Gọi là sanh tử tự tại Họ có công phu này Trụ thế để làm gì Không phải hoàn pháp Chính là hộ pháp Không có việc gì khác Quý vị xem hai câu sau Ở thế gian này thường phóng ánh quang minh chiếu soi khắp tất cả đây là gì tâm thanh tịnh khởi tác dụng thiện tâm khởi tác dụng thập thiện phóng quang giới cấm không sát sanh, nó phóng quang sẽ chiếu soi khắp tất cả. Không những ta không làm tổn hại đến chúng sanh, mà còn yêu thương bảo hộ chúng sanh. Không những yêu thương bảo hộ, thương bảo hộ khử đình chúng sanh. Mà vô tình chúng sanh như cây cỏ hoa lá Cũng yêu thương chăm sóc Sơn hà đại địa Cũng yêu thương hộ trì Tôn trọng sinh thái tự nhiên tuyệt đối không phá hoại môi trường tự nhiên Tâm quý vị chiếu soi khắp tất cả Ánh sáng không trộn cắp Chiếu soi khắp xin. tất cả Chẳng những không có ý niệm kiến hữu Không mà có ý niệm không chế à, Mà mỗi niệm còn giúp tất cả chúng sanh Bố thí cúng dường Chẳng những không chiếm lợi ích của người Mà trái lại còn tu bố thí cúng dường Sau đó quý vị sẽ biết Mỗi điều thiện trong thập thiền này đều phóng quang, Mỗi điều thiện đều chiếu soi khắp tất cả Đây là tánh đức Từ giáo quấn của các bậc thánh hiền mà nói Ngũ luân phóng quang Ngũ thường tứ duy bác đức Điều nào không phóng quang? sau khi học phần những ánh sáng của luân lý đạo đức cũng như trong kinh đức phật nói chiếu soi khắp tất cả chúng ta thật sự đã học được tất cả Chúng ta sống trong thời đại này Hiểu rõ Biết nên làm như thế nào Nhưng phước báo không đủ Thường có nhân duyên gặp được Đều không thuần thục Đều sanh chứa ngại trong hoàn cảnh này phải làm sao chúng ta chỉ có thể đem phương pháp tu hành nói với mọi người mỗi người ở trong nhà mình có thể siêng năng nỗ lực có thể thành tựu không nhất định có đạo tràng nhỏ nếu trong đời này không gặp được là xấu không gặp được thì một mình tôi vẫn có thể thành tựu thứ nhất là ta phải phát chân tâm ta thật sự phát tâm đại bồ đề thật sự muốn thành tựu bồ tát đạo nghi trong đời này phải phát đại tâm đại tâm này là tâm nguyện nó có thể thúc đẩy chúng ta chúng ta phải thực hành thực hành không được rời khỏi kinh giáo Kinh giáo là thể văn cổ Trước tiên phải học văn cổ Đừng hoàn toàn dựa vào chú giải của người khác Nhất định phải lãnh hội chân thật nghĩa Ở trong nguyên văn của kinh diện Nguyên hiểu nghĩa chân thật của Như Lai học văn cổ rất quan trọng văn cổ dễ học dễ hơn văn bạch thoại văn bạch thoại viết một bài văn hay không dễ rất khó văn cổ viết một bài văn hay dễ hơn có nền tảng của văn cổ văn bạch thoại mới viết hay được không có nền tảng của văn cổ văn bạch thoại viết không hay Tôi nghĩ cách để gì? Ngày xưa, trong tay tôi có khoảng 11-12 cuốn vở làm văn. Của học sinh trường tiểu học thời đầu năm chân quốc. Bài văn mà họ viết Bây giờ đại học của viện văn học đều xem không hiểu Bao nhiêu tuổi? 11, 12 tuổi Người bây giờ nghe đến văn cổ là sợ, sợ hãi Đây là bệnh tâm lý Không phải văn cổ khó học Không có Học văn cổ bằng phương pháp nào? Dựa vào thuộc lòng Lúc chúng tôi học kinh Phật Học kinh điển Vậy Phải xem kinh điển của Phật Thầy nói cầm được chìa khóa này Chìa khóa của văn cổ Chúng tôi phải thuộc 50 bài văn cổ Văn cổ chọn từ đâu? Chọn từ trong cổ văn quán chỉ Chọn ra 50 bài Thầy và chúng tôi học thuộc Có thể thuộc, có thể giảng giải Quý vị có 50 bài làm nền tảng Sẽ có năng lực xem hiểu cổ văn Chúng ta cầm được chìa khóa này Cũng nghĩa là có thể xem hiểu tứ khố toàn thư nếu quý vị có thể đọc 100 bài Thì có năng lực viết văn cổ Nếu thuộc 50 bài Như trong hoàn cảnh hiện nay của chúng ta Thông thường thời gian một năm là đủ Một tuần một bài Thời gian như vậy là đủ Một tuần học một bài một năm, 50 tuần học hết 50 bài Hai năm học 100 bài Vấn đề này đã được giải quyết Quý vị không chịu học thì đành chịu Bây giờ muốn học thì tiện lợi hơn ngày xưa rất nhiều Nhật báo quốc ngữ của Đài Loan Một tuần ra một tập tạp chí Gọi là Cổ Kim Văn Tuyển Đều là những người giáo thọ trước đây Có đức hạnh, có học vấn Những người này làm sao Bây giờ những giáo thọ này đều không còn nhưng tác phẩm của họ thì còn. Hiện nay nhật báo quốc ngữ đã đóng nó thành sách. Hôm trước tôi có xem qua, đã rất lâu rồi tôi không xem nó. Tổng cộng có 17 tập sách. Nội dung rất phong phú. Quý vị chọn trong đó 100 bài. Bỏ ra ừ, hai năm công sức Buông bỏ đồng đồng tất đồng cả đồng mọi thứ Chuyên môn học nó à, Hai đồng năm đồng là đồng học đồng tốt đồng nền tảng cổ phân Sau khi tôi nói điều này rồi? Thầy Thái Lễ Bắc Quốc nghe được vô cùng hoan hỉ Ông ta nói với tôi Ông ấy sẽ dạy chương trình này Bây giờ ông đang dạy chương trình này ở Malaysia Tốt Trước tiên chúng ta cần được chìa khóa Đây là gì? Là chìa khóa của Đại Tạng Kinh Chìa khóa của Tứ Khố Toàn thư. Cổ, Cổ kim văn tuyển Hình có chú giải sách từ tầng Mỗi chữ đều có chú ăn Ta không cần tra từ điển Mỗi chữ mỗi từ đều có chú giải từ tầng Ta không cần phải tra từ điển Rất tiện lợi Trước tiên là học thuộc Sau đó xem chú giải Mới à, hiểu ý nghĩa của nó Trước tiên là học thuộc Bỏ à, ra 3-4 ngày thử để, thử học thử. để học thuộc Dùng 1-2 một, một, hai hai ngày thử để, thử. để hiểu à, Học như sao? vậy suốt 2 năm Quý vị không cần cầu người khác Không cần nghe người khác giải thích Cũng không cần xem chú giải của người khác Chúng ta cầm được trong tay chìa khóa này Quả thật là chìa khóa vàng Đó thật sự gọi là báu Phật Điển tịch năm 000 năm của người xưa Cuối cùng chúng ta mở được cánh cửa này Ta có thể hưởng thụ Không có chìa khóa này Thì tứ khố toàn thư đặt trước mắt chúng ta cũng vô dụng Vì ta xem không hiểu Tôi nói như thế, nghĩa là chúng ta bây giờ không đủ phước báo. Ngay đến thành lập một đạo tràng nhỏ, khoảng 20 người cùng tu, nhân duyên này cũng không thành tựu. Chúng tôi nghĩ đến đã mấy mươi năm cũng không được. Bây giờ thì tuổi tác đã lớn. Không biết còn được bao nhiêu thời gian vì thế không nghĩ đến điều này nữa tôi nói ra tất cả những phương pháp này người thật sự có tâm thì nên đi theo phương pháp này mà làm như vậy sẽ thành tựu thời gian hai năm là lấy được chìa khóa sau đó tiếp tục chuyên tu một môn thêm tám năm mười năm sau học nho quý vị là thánh gì Học đạo Quý vị là thần tiên Học Phật Quý vị là Phật Bồ Tát Quý vị mới có thể giống như Bồ Tát Pháp Tạng Phổ độ chúng sanh Không có học vị cũng không sao Không quan trọng Chỉ cần có thực lực Ta đem những gì tu học được Nói cho người khác nghe Ta có thể dạy cho người khác Ta có chân tài thực học Ta có đức hạnh chân thật Có học vấn chân thật Những danh sư học vị đó là giả, không phải thật bởi vậy bản thân cổ nhân nói rất hay mười năm rèn luyện nhất cử thành danh lời này là thật không phải giả chuyên tu một bộ kinh phải hạ công phu theo nguyên văn kinh điển chú giải có thể dùng để làm tham khảo nguyên văn là chính phải có năng lực thế nhập nguyên văn ở đây chánh định vô cùng quan trọng câu ở trên nghĩa là tỉnh là thể câu ở dưới nghĩa là chiếu là dụng hằng phóng quang minh chiếu soi tất cả đây là câu bên dưới chiếu chiếu là dụng Hai câu này chính là tượng trưng cho diệu đức của Định Tuệ Đảng Trì, tịch chiếu đồng thời thể dụng không hai. Cũng chính là Vọng tận hoàng nguyên quán của quốc sư hiền thủ Trong bài luận văn này Nói đến tánh đức thứ nhất Trong bốn tánh đức Thứ nhất là Tùy duyên diệu dụng Câu trên là tùy duyên Câu dưới là diệu dụng Định tuệ đẳng tri Định tuệ đều thọ trì bình đẳng Có thể làm được định tuệ bình đẳng Trí tuệ liền hiện tiên Tâm quý vị định Tâm định là gì? Không bị hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiều Nếu định tuệ không bình đẳng Định nhiều hơn tuệ Dễ bị khôn trầm Còn tuệ nhiều định ít Thì vọng niệm khởi lên Tu định không có gì khác Bí quyết chính là làm sao duy trì định tuệ bình đẳng Phật ngữ của Phật Pháp gọi là Không hôn trầm, không trào cử Trào cử là tâm lúc lên lúc xuống Nghĩa là vọng niệm quá nhiều Không có vọng niệm cũng không có hôn trầm Đây chính là cảnh giới của định Chúng ta thấy có một số người tu định Ngồi kiết già mặt quay vào tường Ngồi một lát quý vị nghe kỹ xem Họ đang ngáy Ngủ rất say Như vậy là sao? Là như trường hợp chúng ta đã nói Định nhiều hơn tuệ Họ đã ngủ Ngủ rất say Một hiện tượng khác Bình thường cảm thấy không có vọng niệm nhưng khi vừa ngồi xuống muốn định Thì vọng niệm liền khởi lên rất nhiều Đó gọi là trạng cử Đặc, <laughs> Đặc biệt là khi mới học tỉnh tọa Thường xuất hiện hai căn bệnh này Mọi người đều có Đừng lo lắng Vì nó rất bình thường Ta cần phải khắc phục bữa ái này Khắc phục được Tâm sẽ định Trên thực tế Vì sao họ không định được Nguyên nhân chủ yếu Là do chưa buông bỏ Đây mới là nguyên nhân thật sự Khi đã buông bỏ Thì nhất định không xuất hiện tình trạng này Không những Buông bỏ Pháp thế gian Mà cả Phật Pháp cũng phải buông bỏ Không buông bỏ Phật Pháp cũng chứng ngại cho chúng ta tu định Kinh Kim Càng nói Pháp còn phải sẵn huống gì phi Pháp Mục đích nhập định là muốn tương ưng với Phật Pháp Từ tánh thanh tịnh Thì thế Pháp hay Phật Pháp đều không có Quý vị nói mang theo Phật Pháp mà kiến tánh Không có chuyện đó Không thể kiến tánh Vì nó sẽ trở thành sở tri chứng Chúng ta học Phật Pháp rất nhiều Đó là sở tri chứng Không kiến tánh được Không thành tựu được chánh định Không thể không biết điều này tâm địa phải thanh tịnh. Các bậc cổ đức thường dạy chúng ta thật sự làm được điều gì đối với người không tranh, đối với thế gian không cầu tâm sẽ định. Ta vẫn còn cầu tâm không định được. Tu pháp xuất thế gian chỉ có một ý niệm cầu vãng sanh ngoài ra đều không cầu đây là một pháp môn đặc biệt của tịnh Độ Tông Nếu học các pháp môn khác Tám vạn bốn ngàn pháp môn Đến ý niệm vãng sanh cũng không có Phải là tất cả đều không cầu Tất cả đều không tranh Thì tâm mới có thể định Khởi lên chút ý niệm có cầu có tranh Tâm không thể định được định sanh trí tuệ chánh định tương ưng với tự tánh trí tuệ khai chánh định tức là tự tánh nó có thể sanh trí tuệ tịch chiếu đồng thời tịch là định chiếu là tuệ trong định có tuệ Trong tuệ có định Định tuệ đồng thời khởi tác dụng Không có trước sau Đây chính là cảnh giới của Bồ Tát Diệu đức của thể dụng không hai Định là thể, tuệ là dụng Tuệ là thể, định là dụng Thể dụng hỗn tương lẫn nhau Điều này trong Hoàng Nguyên Quán Gọi là tùy duyên diệu dụng Vì thế trong tứ đức đặt nó lên hàng đầu Không có tùy duyên diệu dụng Thì ba điều sau cũng không có Tướng đức này nó có thứ lớp Không được lẫn lộn Như xây nhà tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 Không được tắt ngang đây là bước thứ nhất tùy duyên diệu dụng sau đó mới có oai nghi hưởng tắc ta mới có năng lực vì người mà diễn thuyết. Oai nghi khẩu tác nghĩa là vì người diễn thuyết. Diễn là biểu diễn, làm cho người khác thấy. Thông thường chúng ta gọi là thân giáo. Người xưa gọi là thân hành ngôn giáo. Trước tiên bản thân mình phải thực hành Sau đó mới dùng ngôn ngữ dạy cho người khác Chư Phật Bồ Tát làm như vậy Cho nên các ngài dạy học thành công Còn chúng ta dạy học thường không ai nghe Vì sao vậy? Vì không thực hành Bản thân không làm được Vì thế người khác không tin Muốn người khác nghe thì phải làm thế nào? Họ phải thực hành điều đó Không thể không biết điều này Muốn dạy người khác Trước tiên phải dạy mình Bản thân chưa học tốt Thì làm sao có thể dạy cho người khác Quý vị xem Bồ Tát Pháp Tạng Trước là cầu thành Phật Sau đó mới khóa độ chúng sanh Chúng ta muốn hoàng dương hộ trì chánh Pháp không có 10 năm công phu sao được Lấy gì dạy người khác Bất luận là Pháp tâm hoàng pháp hay là hộ pháp Đều cần nền tảng 10 năm tu học Hoàng pháp và hộ trì là nhất thể Không thực sự làm thì đều là đang tạo nghiệp Hoàng pháp là tạo nghiệp mà hộ pháp cũng là đang tạo nghiệp vì thế Phật giáo suy yếu Chúng ta phải thực hành Phải hạ quyết tâm Hoàng hộ là nhất thể Tìm một địa điểm nhỏ Có thể định một nơi Trong nước, chúng tôi không có nhân duyên. Chúng tôi thuộc nhân sĩ nước ngoài. Ở trong nước thì không thể tổ chức những hoạt động dạy học về tôn giáo. Ở nước ngoài có nhân duyên này. Nếu quý vị không ở 10 năm, quý vị không lấy được thân phận. Phiền phức là điểm này. Nếu dùng pháp phương tiện Chúng tôi ở Hồng Kông Hồng Kông thì tất đất tất vàng Cần tai thần Bồ Tát giúp đỡ Có thể cho chúng tôi một địa điểm nhỏ Khoảng 20 người có thể cùng nhau tu học Phần hộ trì thì không sao Định cư ở đó 10 năm có thể có mười mấy người hoặc hai mươi người thành tựu bởi vậy không có đại phú trưởng giả không có bồ tát vì sao vậy vì đây là đại phước báo Người có tiền rất nhiều, phú quý cũng rất nhiều Họ không có phước báo lớn như vậy Đây là phước báo bậc nhất trong thế xuất thế gian Rất ít người biết đến điều này Có oai nghi thử tắc Thật sự có thể làm ra như thế quý vị thể hiện ra bên ngoài một cách tự nhiên, nhu hòa chất trực, giống như Bồ Tát Di Lặc vậy, luôn mỉm cười với mọi người. Mọi người nhìn thấy quý vị đều sanh tâm hoan hỷ, bên trong là chân thành, chất trực nghĩa là chân thành, bên trong là tâm chân thành, nhu hòa tức là bên ngoài luôn mỉm cười. Chịu khổ thay chúng sanh Hoàn toàn có thể thực hiện Đức đầu tiên rất quan trọng Đức đầu tiên chính là văn bản Tuy duyên diệu dụng Tức là ở đây nói Tịch chiếu đồng thời Định tuệ đẳng trì Nghĩa là ý này Phóng quan biểu trưng tu đức Thể của nó là tánh đức Phóng quang tức là phát triển rộng rãi nội đức của chính mình. Đây thuộc về tu đức. Trong tu đức, điều đầu tiên là tu kính. Phải biết điều này. Câu đầu tiên trong lễ ký của Nho Giáo Khúc lễ ký vô bất kính Câu đầu tiên trong thâm đại nguyện phương Lễ kính chư Phật Pháp thế suốt thế gian đều xuất phát từ chữ này Phải học kính Phải học kiên tốn Bản thân không kiên tốn Làm sao tu cung chính được Phải cung chính với tất cả Hai buổi tối nay Hồ Tiểu Lâm ở đây nói chuyện Nói về một chữ kính Làm sao đạt được sự cung kính bình đẳng Chân thành cung kính Điều này rất quan trọng Vào cửa của Đức Bây giờ sẽ khó Có ở đâu Phật Pháp rất hay Truyền thống văn hóa xưa cũng hay Vì sao khó khăn như thế vì người bây giờ không có tâm cung kính không có tâm cung kính phật cũng không có tâm cung kính truyền thống văn hóa nên rất khó không có tâm cung kính thì không thể thâm nhập thầy giáo dù sức giỏi cũng đành chịu không phải là thầy không muốn dạy mà là do ta không hấp thu được một phần cung kính Được một phần lợi ích Mười phần cung kính Được mười phần lợi ích Quý vị xem Quý vị học được bao nhiêu một chốt ở tâm cung kính của mình Lời này Đại sư Ấn Quang thường nói Thường nhắc nhở chúng ta Rất quan trọng Thầy hy vọng những học sinh này Có thể truyền thừa đạo học của họ Hy vọng người như thế nào Người có tâm chân thành cùng kính Người như thế tìm ở đâu Có thể gặp không thể cầu Học trò muốn tìm thầy giáo giỏi cũng không dễ Mà thầy muốn tìm học trò lại càng khó hơn Điều này trước đây thầy Lý có nói với tôi Rất khó đến đâu để tìm quả thật gặp được một người thì giáo vô cùng cẩn thận cố gắng hướng dẫn sợ họ bỏ đi rất khổ tâm phải quan tâm mọi mặt bản thân tôi từng trải qua nên rất rõ ràng Tôi thường nói với chư vị đồng học Tâm cung kính của tôi đối với Đạo, đối với Phật Chỉ có 7 phần chưa đến 10 phần Nếu đủ 10 phần thì đã chứng quả Có 7 phần thành kính Thầy đã rất coi trọng đặc biệt ủng hộ. Nếu như không có chút tâm thành kính này, Thầy không quan tâm đến. Cho dù dạy như thế nào, quý vị cũng không hấp thu nổi. Dạy chỉ uổng công mà thôi. Đạo lý là như vậy. Không phải người khác không dạy mình. Quan trọng là ta có thể tiếp thu chăng? Tiếp thu là sao? Phải thực hành thì mới gọi là tiếp thu Chưa làm được là chưa tiếp thu Chỉ hiểu thôi thì chưa đủ Phật Pháp dừng lại ở chứng Tính giảng hành chứng Thầy là người khai thị Chúng ta đối với lời khai thị của Thầy Thì là làm ra như thế để quý vị thấy Nghĩa là biểu diễn cho quý vị thấy Khai thị là nói một cách rõ ràng, minh bạch với chúng ta Chúng ta có thể tin, có thể lý giải Sau đó ta bắt chước học theo thầy Ít nhất phải có thái độ cầu học như thế Thầy mới dạy chúng ta Chỉ chỉ có tin giả ở sao không thực hành thầy sẽ rất thất vọng vì sao vậy vì mới có hai điều kiện ở trước thiếu hai điều kiện ở sau như thế vẫn không thể thành tựu ở sao không thể theo kịp thành tựu được hay không là do ai là do bản thân không phải do Phật Bồ Tát Không phải do Thầy Không do người khác Mà hoàn toàn cho nơi chính mình Quý vị càng học thì càng rõ ràng Thật sự thấu triệt vấn đề này Khi đã thấu triệt Cần phải phát tâm thực hành Phát tâm hành trì Điều kiện trước tiên là phải buông bỏ buông bỏ danh văn lợi dưỡng bằng công danh văn mê hoặc quý vị không giữ được cửa ải này ta bị danh văn lôi kéo như vậy sức đáng trí sẽ mất hết tất cả công phu Quý vị nói, ta có danh có lợi, ta làm nhiều việc tốt cho xã hội, được chăng? Không được, nguyên nhân gì? nền tảng hư hoại nền tảng là gì trong tịnh nhiệt tam phước nói hiếu dựng phụng phụng sự sư trưởng đây là nền tảng bất hiếu cha mẹ phản bội sư trưởng cho dù làm nhiều việc tốt cũng không đi đến đâu Vì sao vậy? Vì quý vị không phải là tấm gương tốt cho xã hội đại chúng Thà tôi không có bất cứ sự nghiệp gì Cũng là một tấm gương tốt về hiếu thân tôn sư Quý vị suy nghĩ tường tận lời dạy của cổ không? Trong đó ý nghĩa quán sâu sắc Thật sự chú trọng đến mức độ ảnh hưởng Biểu hiện của quý vị Ảnh hưởng hiện tại Ảnh hưởng đến đời sau Đây là công đức chân thật Tuyệt đối không phải là nhất thời Bây giờ ta làm thật tốt Nhưng không tốt đối với đời sau Điều này cổ nhân không áp dụng Bây giờ không tốt lắm Nhưng tốt đối với đời sau Thì cổ nhân khen ngợi Đây là một tầng ý nghĩa sâu sắc Hai tầng ý nghĩa sâu sắc Quý vị cần phải lãnh hội Mới có thể nắm chắc Buông bỏ danh văn lợi dưỡng Tâm ta ở trong chánh định Còn tự tư tự lợi Còn danh văn lợi dưỡng Tâm không chánh Tâm sẽ không định Tâm không chánh Tâm không định có thể làm được việc tốt gì? Những việc tốt đó chẳng qua là để đề cao danh văn lợi dưỡng của quý vị mà thôi. Không phải là thật đức. Đức hạnh chân thật thì dù làm nhiều việc tốt cũng không liên quan đến danh lợi. Vốn không ý niệm này. Đây là thật. Động lực của chư Phật Bồ Tát và Thánh Hiền là gì? Là tâm đại bồ đề, tâm từ bi thúc đẩy. Người thế gian làm những điều này, bất luận là làm việc thiện hay việc ác, sức mạnh thúc đẩy là gì? Chính là danh lợi. Không có danh lợi họ không làm. đây là thế pháp và phật pháp là điểm khác nhau giữa pháp thế gian và pháp xuất thế gian phong quan là tu đức thể là tánh đức thể nghĩa là chánh định tịch mà thường chiếu chiếu mà hằng tịch cõi tức thường tịch quan Thân tức phu lượng thọ Đây là nói thế giới Tây Phương cực lạc Thân và cõi là một không phải hai Từ thể mà nói là tánh đức Từ tướng mà nói là tu đức Thân còn thật báo nói thân phật và thân chúng sanh hoàn toàn bình đẳng thế à, giới cực lạc không có sai khác phật trong cõi thật báo thân có vô lượng tướng tướng có vô lượng vẻ đẹp thân trang nghiêm ngài đã viên mãn hoàn cảnh cư trú là thế, là thế giới cực lạc đây là cõi mà cũng là tánh đức hiện ra gọi là cõi phát tánh thân pháp tánh và cõi pháp tánh đây là tu đức viên mãn hiện ra thể là tánh đức Do đây có thể tu đức không viên mạng thì tánh Đức sẽ không hiện. Đạo lý là như vậy. Tu Đức viên mãn thì tánh Đức liền viên mãn hiện tiền, chính là như vậy. Vô lượng quan ngư lai, an trú tịch định, thường phóng quang minh, biến khắp tất cả. Vô lượng quang như lai Nghĩa là vô lượng thọ Phật Tức là Phật a di đà Ngài an trú tịch định Ở thế giới Tây Phương cực lạc Tịch định là tánh đức Là tự tánh Trí tuệ Đức năng Tướng hạnh của Ngài Biến khắp tất cả Phật A Di Đà ở đâu? Ngay tại đây. Ngay tại đây. Vì sao chúng ta không nhìn thấy? Vì bản thân chúng ta có nghiệp chướng, không thể trách ngay. Là chúng ta có nghiệp chướng, chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước, nên không nhìn thấy. Nếu không có chấp trước, lập tức nhìn thấy. Thấy Phật A Di Đà như thế nào? Giống như A-la-hán Là Phật A-di-đà thì hiện Đáng dùng thân gì để độ thoát Ngài điện hiện thân đó Tùy chúng sanh tâm ưng sở tri lượng Đức Phật không có khởi tâm đồng niệm Hoàn toàn là do chúng sanh Phiền não quý vị nhẹ thì hiện tướng nhẹ nhàng Phiền não nặng, nặng thì hiện tướng nặng Nếu ta đoạn tận kiến từ phiền nào Trần xa phiền nào Kinh Hoa Nghiêm nói đến. Đoạn tôi tất cả phân biệt chấp trước Ta thấy tướng Phật A Di Đà là tướng Bồ Tát ta Ngài ta thì tướng Bồ Tát cho ta, 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 ta thấy ta Đến khi buông bỏ khởi tâm động niệm Đoạn tận vô minh tiền não Ta nhìn thấy là tướng Phật Phật như thế nào? Là báo thân Phật Thân có vô lượng tướng Tướng có vô lượng vẻ đẹp Phật A-di-đà không có tướng Chúng sanh chúng ta trình độ như thế nào Thì Ngài hiện tướng như thế đó Cảm ứng với Ngài thấy tướng như thế Đây là chân lý Hoàn toàn không có sai lầm Phật thiết thực biến khắp mọi nơi Cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh Vì ở trong cảnh giới này không có thời gian Cũng không có không gian Không có thời gian tức không có trước sau Không có không gian tức không có khoảng cách Phật ở đâu? Ngay ở trước mắt chúng ta ngay tại đây à, Thời gian và không gian, gian Hiện nay thì các nhà khoa học cũng đã chứng minh Nó không phải thật Trong kinh điển Đức Phật cũng nói rất nhiều về thời phân Phương phân Phương phân là không gian Thời phân là thời gian Đều là bất tương ưng hành pháp Dùng danh từ hiện nay để nói Thì bất tương ưng hành pháp gọi là khái niệm trừu tượng Nó không phải thật Nó từ đâu xuất hiện? Nó xuất hiện từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước Vọng tưởng phân biệt chấp trước không có Thì khái niệm này cũng không có Thời gian và không gian không có Chúng ta xem tiếp đoạn bên dưới Đối với những gì chiêu cảm được Là cõi nước Phật rộng lớn thanh tịnh Chữ cư trong câu là chỉ cõi nước Phật Vì sao vậy? Vì nó có sắc tướng trong thường tịch quan không có sắc tướng trong cõi thật báo thì có sắc tướng vì sao có sắc tướng vì đoàn tận vô thị vô minh nhưng tập khí vô thị vô minh vẫn chưa đoàn tận nên nó có hiện tượng nếu như đoàn tận tập khí vô thị vô minh Thì cõi thực báo cũng không còn Thần và cõi của Phật A-di-đà đều không thấy Đều không có Vì sao vậy? Vì đã trở về thường tịch quan Một ánh quan minh trong kinh Phật hình dung nó gọi là Đại Quang Minh Tạng Đại quang minh tạng nghĩa là thường tịch quang Nó không phải là vật chất Cũng không phải tinh thần Nhưng nó có thể hiện vật chất Cũng có thể hiện tinh thần Nó có thể hiện Hiện như thế nào Chúng sanh có cảm Nó liền hiện ra Chúng sanh không có cảm Nó không hiện chúng ta biết khi nào nó không hiện, có thể nói nó không lúc nào mà không hiện, không nơi nào không hiện. Vì chúng sanh đều có cảm. Vậy tại sao nó không hiện? Khi nào chúng sanh không có cảm, mỗi chúng sanh đều đã thành phật, mà còn là thành cứu cánh phật. Không à, phải 41 vị Pháp Thân Bồ Tát. 41 vị Pháp, pháp Thân Bồ Tát, bồ tát bồ là vẫn còn tướng. À, Tất cả đều thân chứng thân được quả vị diệu giác. Bồ tướng không còn. À, Chúng thông ta thông hiểu rõ ràng, minh bạch về lý. Thì sự sẽ không còn hoài nghi Biết được những hiện tượng này là như thế nào Cho nên thế giới Tây Phương cực lạc Còn thực báo trang nghiêm Có sắc xứ Có sắc xứ Rộng lớn Tức trong kinh nói mênh mông ngay ngắn không thể giới hạn đây là thế giới cực lạc vì sao hiện cảnh giới này quý vị sẽ nghĩ đến người ở thế giới cực lạc họ không có vọng niệm Cho nên rộng lớn ngay ngắn hiện ra Tâm lượng cũng không có giới hạn Tâm bao thái hữu lượng châu xa giới Chúng ta hiểu câu Minh mông ngay ngắn không thể giới hạn nếu thật sự hiểu Thì thế giới cực lạc ở đâu? Biến pháp giới hư không giới Chính là thế giới cực lạc Tức ngày tại đây Chúng ta không nhìn thấy Ví như điều gì Bây giờ chúng ta thấy màn hình tivi Chúng ta bật kênh này Hiện tượng xuất hiện Chúng ta nhìn thấy Thế giới cực lạc cũng ở kênh này Quý vị thay kênh khác Thế giới cực lạc cũng xuất hiện Vẫn ở trên màn hình này Không gần cũng không xa Vì sao bây giờ chúng ta xem kênh này? Vì hiện nay chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước còn kinh của thế giới cực lạc thì sao nó không có phòng tưởng phân biệt chất trước thế giới cực lạc biến pháp giới hư không giới lục đạo phải chăng là biến pháp giới hư không giới đúng vậy không sai chút nào đều không phải thật thế giới lục đạo này là giả dạ. không phải thật thế giới cực lạc cũng không phải thật Phải biết điều này Thế giới cực lạc hiện tiền như thế nào Tâm thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền Thì thế giới cực lạc hiện ra Chúng ta là tâm nhiệm ô Tâm cao thấp Công cao ngã mạng Mê mà không giác Nên biến thành luân hồi lục đạo Chính là như thế cho nên Thiền Sư Trung Phong nói rất hay Tâm tôi tức là Phật A-di-đà Phật A-di-đà tức là tâm tôi Vì sao vậy? Vì thanh tịnh bình đẳng giác chính là Phật A-di-đà Tham sư si mạng Là luân hồi độc đạo Nghĩa là một niệm đó Xem ý niệm quý vị chuyện như thế nào Ý niệm này giống như kênh truyền hình vậy chúng ta bị Nhưng tham, 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 tham sân si mạng nghi chi phối kênh đoạn truyền hình này là luân hồi lục đạo nếu Nhưng ý niệm chúng ta là thanh tịnh bình đẳng giác đoạn. thì cảnh giới là thế giới cực lạc cảnh tùy tâm chuyển không có cảnh giới cảnh giới là tâm biến hiện ra tâm thiện biến ra cảnh giới thiện tâm bất thiện biến ra cảnh giới thiện. bất thiện Tâm thanh tịnh biến ra cảnh giới Phật. Chính là như vậy. Quý vị không cần phân biệt thế giới cực lạc cách chúng ta mười vạn ước gọi. Đó là gì? Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phương tiện nói. Nói thật với quý vị sẽ không nói như thế. Nhưng phương tiện nói cũng không nói sai. Mười vạn ước cõi Phật vô cùng xa xôi Sao lại xa xôi? Vì sao xa xôi như vậy? Vì phiền não không dễ buông bỏ Nên nó xa xôi Còn nếu buông bỏ được phiền não Thì nó rất gần Đâu có khoảng cách Cho nên lời Đức Phật nói Trong lời nói đó có bao hàm ý khác Chúng ta cần phải lãnh hội nếu không biết lãnh hội mà nắm chắc ý đó như vậy thì oan cho Phật Đây nghĩa là từng câu từng chữ của Phật đều rất linh hoạt Không hề cứng nhắc Lời của Phật không có ý nghĩa văn tự trong kinh điển của phật cũng không có ý nghĩa nếu nói có ý nghĩa thì đều là ý của chính mình vì không có ý nghĩa nên nó mới là vô lượng nghĩa nếu có ý nghĩa không phải chính là ý này sao như vậy thì vô lượng nghĩa ở đâu quý vị xem bài viết của báo và tạp chí hiện nay chỉ có một nghĩa không có nghĩa thứ hai còn Kinh Phật Vô Lượng nghĩa. Từ xưa đến nay Người mỗi triều đại chúng giải đều khác nhau Đó không phải là Vô Lượng Nghĩa Ư Người thời nhà Hán chú giải theo ý của người nhà Hán Phản ứng ra Đức Phật phản ứng ra nói với họ Người nhà đường thì chú giải theo ý của người nhà đường Người bây giờ chú giải theo ý của người thời hiện đại Phản ứng theo nhu cầu bức thiết trước mắt của chúng ta cụ hoàng niệm tổ quá thật không đơn giản người thời hiện đại ông đem tất cả chú giải của các bậc cao tăng của bao triều đại thời đại đối với kinh này hội tập lại một nơi điều này rất hay khiến cho chúng ta có thể thấy được giải thích của mỗi triều đại đối với nó mỗi triều đại giảng giải như thế nào làm như thế nào nó cần thiết ra sao cũng chính là một câu nói Kinh điển vượt qua không gian Vượt qua thời gian Bất luận là nói ở đâu Họ đều nói một cách rất viên mãn Không hề có chút chứa ngại nào Rất linh hoạt Kinh điển không phải là thứ cứng nhắc Đều là rộng lớn Thanh tịnh tức thanh tịnh trang nghiêm Vượt ra khỏi mười phương Cho nên gọi là rộng lớn thanh tịnh cư Nếu chúng ta từ trên nhân quả nói câu này Thì rộng lớn là quả Thanh tịnh là nhân khi tâm địa thanh tịnh tự nhiên sẽ rộng lớn Vì tâm thanh tịnh thì không có giới hạn Người xưa nói tới tư tưởng Quý vị xem hai chữ tư tưởng Chữ Trung Quốc Trên thế giới không tìm ra nhà thứ hai Là phù hiệu của trí tuệ Tư là gì? Quý vị xem Trên chữ tâm vẽ rất nhiều ô Từng ô từng ô Nó nghĩa là gì? Là phân biệt Phân biệt gọi là tư Còn tưởng thì sao? Tưởng là trước tứ Trong tâm có tứ Thì gọi là tưởng Trong tâm có phân biệt Thì gọi là tứ Tưởng nghĩa là chấp trước Tư tưởng của người nào đó Phân biệt chấp trước của người nào đó Đức Phật không có tư tưởng Phật không có phân biệt Không có chấp trước Quý vị xem Thành Phật như thế nào Là quý vị xóa sạch ô trên tâm đi Lấy tướng nó đi Chân tâm liền xuất hiện Văn tự của Trung Quốc có trí tuệ thâm sâu như thế. Nước ngoài không có được Văn tự Trung Quốc Bất luận là quý vị đọc ra thanh của nó hay chăng Chỉ cần hiểu được phù hiệu của nó Là hiểu được hàng nghĩa của nó Từ điểm này chúng ta không thể không khâm phục trí tuệ của cổ nhân cho nên truyền thống xưa là truyền thống của thánh hiền giáo dục xưa là giáo dục của thánh hiền chế độ xưa là chế độ của thánh hiền xã hội xưa là xã hội của thánh hiền chính trị xưa là chính trị của thánh hiền phải hiểu điều này hiểu được điều này thì chúng ta mới biết tôn trọng thánh hiền thì tâm kính yêu tự nhiên sinh khởi chúng ta có tâm kính yêu mới thực sự hiểu được lời dạy của cổ nhân mới có thể lãnh hội được điện tịch mà cổ nhân lưu lại không có tâm chân thành quân chính ta không thể lãnh hội được Bây giờ chúng ta nhìn thấy Đây là tư tưởng này Đó là tư tưởng thế kia Toàn là ý của bản thân mình Không phải chân thật nghĩa của Như Lai Không thể không biết điều này Kinh điển, kinh giáo đại thừa Khó là khó ở chỗ này Vì sao vậy? Vì ý ngoài lời nói Chúng ta không tìm được ý nghĩa của nó trong kinh văn Nó không có Thứ Phật Thích Ca Mâu giảng kinh thuyết pháp, quý vị không tìm được ý của ngài từ ngôn ngữ. Cần phải lìa phân biệt chấp trước thì mới hiểu được. Nếu có phân biệt chấp trước, quý vị sẽ không hiểu được điều ngài nói. Tâm chân thành là một phần của chân tâm. Dùng chân thành Thành là gì? <laughs> ông Tăng Quốc Phiên có một định nghĩa đối với chữ thành Trong bút ký của ông Như thế nào gọi là thành Nhất niệm không sanh gọi là thành Giải thích của ông Rất giống với giải thích của Phật Pháp Tâm địa thanh tịnh không có ý niệm nào Đây gọi là thành Thành nghĩa là chân Chân chính là thành Chúng ta dùng thái độ như thế nào Để tiếp thu Phật Pháp Dùng tâm chân thành Bồ Tát Mã Minh dạy chúng ta phương pháp Đồng kinh nghe giảng dạ ngày xưa nghe giảng thì gọi là nghe dạy dạy là giáo huấn, thái độ độc tụng nghe dạy thứ nhất là lìa tướng ngôn thuyết nghĩa là nghe kinh thì đừng chấp trước vào ngôn ngữ lìa tướng ngôn thuyết đồng kinh thì sao đừng chấp trước tướng văn tự vì văn tự là phù hiệu của ngôn ngữ thứ hai là đừng chấp trước tướng danh tự danh tự thuật ngữ trong này như luân hồi chúng sanh vô lượng họ vô lượng quan đây đều là tướng danh tự đừng chấp trước tướng danh tự thứ ba là đừng chấp trước tướng tâm duyên tướng tâm duyên là gì ta nghĩ là ý gì đừng chấp trước điều này đây gọi là tâm chân thành gọi là tâm thanh tịnh dùng tâm thanh tịnh như kinh dùng tâm thanh tịnh độc tụng sẽ khai ngộ vì sao vậy vì tâm thanh tịnh chính là chánh định Nghe kinh hai tiếng đồng hồ Hai tiếng này quý vị đã nhập định Nghe giảng những kinh văn này Đây là tuệ trí tuệ Quý vị nhập định trong hai tiếng này Hai tiếng khai trí tuệ Hiệu quả không thể nghĩ bàn Ngày nay chúng ta không bằng cổ nhân Nghĩa là sao? chúng ta dùng tâm ý thức để nghe. đây là không biết nghe. đặc biệt là cao tăng của toàn ngôn, quý vị biết chăng chúng ta không biết. nếu chúng ta biết, hai tiếng này là kiến tánh. để đây để làm, gì? để mình tâm kiến tánh. tuy không vào cảnh giới này, chúng ta ngày càng tiếp cận đây là thật không phải giả. Trường kỳ như vậy sẽ có một ngày đại triệt đại ngộ. Nhưng khi có phân biệt trước thì không được, hoàn toàn không tương ứng. Đây là công phu thật sự. Nhưng chư vị phải nhớ, tôi đã chư vị hai năm học thật tốt văn cổ. Như vậy phải dùng tâm ý thức Không dùng tâm ý thức thì quý vị không học được Hai năm sau Thật sự thông suốt văn cổ Quý vị hoặc là học nho giáo Hoặc là học đạo giáo Hoặc là học Phật giáo Vì hiện nay nho thích đạo Không có nhân tài bậc nhất Nhân tài bậc nhất Nho giáo là thánh nhân Đạo giáo là thần thiên Phật Pháp là Bồ Tát là Phật Không có người như vậy Chúng ta có thể phát tâm làm thần Làm thần tiên Làm Phật Bồ Tát chân Chỉ cần ta phát tâm Chỉ cần thực hành Quý vị hiểu phương pháp này Hiểu đạo lý này Y giáo phụng hành thì nhất định có thể thành tựu Thời, Thời gian không quá 10 năm 10 năm bao gồm 2 năm học văn cổ Quý vị chắc chắn có thể thành công Điều này về mặt lý có thể nói thông suốt Về mặt sự không có vấn đề gì Cư sĩ Lưu Tố Vân ở Đông Bắc 55 tuổi bắt đầu hành trì 10 năm thành tựu Có ví dụ để dẫn chứng Lấy bà làm gương Học tập theo bà Làm gì có chuyện không thành tựu Người người đều thành tựu Đặc biệt quý vị hiện nay Tuổi tác chưa đến 55 tuổi Những đồng học này Tuổi càng trẻ càng tốt 30 tuổi 10 năm sau thành tựu Quý vị mới 40 tuổi 40 tuổi bắt đầu tu hành Thành tựu cũng không trẻ mươi tuổi thành tựu Quý vị thật sự là đại đức của truyền thống văn hóa xưa Là người kế thừa của truyền thống văn hóa Hy vọng mọi người phải phát tâm Phải thực hành Đừng sợ khó Thực tế mà nói thì không có việc gì khó Thiên hạ không có việc gì khó Chỉ sợ người không có tâm con đường này quang minh rộng lớn Vượt khỏi thế gian Thế gian quá khổ Đi con đường này Đích thực như Thầy Phương Đông Mỹ nói Hưởng thụ cao nhất của đời người Quý vị không đi nên không biết Đi con đường này thật sự là hưởng thụ cao nhất Pháp hỷ sung mạnh. An lạc vô cùng Như người bây giờ sống trong xã hội này khổ sở biết bao Bất luận làm về gì Thì học Phật là an vui nhất Quý vị phải thực hành Trong nhau thích đạo đều có niềm vui Quý vị xem khổng tử nói Học như thời tập chi bất diệt truy hồn Câu này nghĩa là sao? Ta thực hành tất cả những gì đã học Thực hành trong cuộc sống Thực hành trong công việc Thực hành trong xử sự, sự đối nhân tiếp vật Quý vị có vô lượng hoan hỷ Không có hoan hỷ thật sự Không có niềm vui thật sự Làm điều này không phải là ngu ngốc ư Ai bằng lòng làm điều này? thật sự an vui, càng làm càng an vui. Càng làm càng có tinh thần. Vui mà không hề mệt mỏi, trong này quả là niềm vui chân thật. Chúng ta xem tiếp bên dưới Cụ Hoàng Niệm Tổ đã trích dẫn mấy câu trong vạn sanh luận Như vạn sanh luận nói Ba loại trang nghiêm nhập nhất pháp cú Nhất pháp cú tức thanh tịnh cú Thanh tịnh cú là trí tuệ chân thật vô vi pháp thân Trong vạn sanh luận nói về ba loại trang nghiêm ở trước đã học qua có đồng học nào nhớ không? Đây là nói ba loại trang nghiêm của thế giới cực lạc, thu thắng vô cùng. Thứ nhất là Phật trang nghiêm, Phật A Di Đà. Thứ hai là Bồ Tát. Những người trong mười phương thế giới vạn sanh đến thế giới cực lạc. Phật là thầy. Những người vạn sinh này là học sinh. Trang nghiêm. Thứ ba là quốc độ trang nghiêm. Tức hoàn cảnh sống và học tập trang nghiêm. Ba loại trang nghiêm nhập nhất pháp cú. Nhất pháp cú là gì? Nhất pháp cú tức thanh tịnh cú. Thanh tịnh cú là gì? là trí tuệ chân thật vô vi pháp thân thực tế mà nói câu này chính là nam mô a di đà phật đây là nhất pháp cuốn công đức của câu danh hiệu này không thể nghĩ bàn công đức không thể tính kể điều này ở trước đã nói rất tường tận bây giờ không nói thêm nữa Câu này chính là danh hiệu chung của tất cả Pháp Tất cả chư Phật mười phương Ba đời giáo hóa chúng sanh Nói vô lượng vô biên Phật Pháp Đều không ra ngoài ba câu này Câu này là gì? Câu này là đức hiệu của tự tánh danh hiệu này của phật a di đà có thể dịch sang tiếng trung hoa vì sao không dịch vì tôn trọng nên không dịch a à, dịch là vô di đà dịch là lượng phật dịch là giác ý nghĩa của tiếng trung quốc là vô lượng giác không có gì không giác giác nghĩa là không mê nghĩa là thống triệt. hay nói cách khác như các tôn giáo khác tán tháng thượng đế là đấng toàn tri toàn chi, năng chi, vô lượng giác nghĩa là như vậy toàn tri toàn năng vô sở bất tri vô sở bất năng chính là ý này nó bao hàm tất cả pháp pháp của tất cả chư phật trong mười phương ba đời nói đều không ra khỏi phạm vi này Quý vị niệm à, câu Phật hiệu này Tức là niệm hết thảy tất cả Pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong suốt 49 năm Không sót chữ nào Nếu khuất đại hơn nữa Nói cho quý vị biết Tất cả Pháp mà chư Phật Bồ Tát Trong quá khứ hiện tại vị lai của mười phương ba đời nói Nó cũng ở trong câu danh hiệu này Quá thật là không thể nghĩ bàn Hoàn toàn không phải là giả Một tức tất cả Tất cả tức một Dùng câu danh hiệu này Quý vị sẽ rất dễ hiểu Chúng ta quy nạp tất cả Pháp vào một Pháp Dễ thọ tri Rất tiện lợi cho việc tu học Như vậy không tuyệt vời ư Câu này ở đây giải thích rất hay trí tuệ chân thật vô vi pháp thân đây là phật a di đà vô vi pháp thân là thể nghĩa là tự tánh tự tánh vô vi nhưng vô sở bất vi tự tánh là thể khởi dụng thì sao khởi dụng là vô sở bất vi nó có thể hiện tất cả pháp trong vọng tận hoàng nguyên quán của quốc sư hiền thủ Ba điều thứ nói đến vấn đề này Nói đến đạo lý này Nói về chân tướng sự thật này Nói như các nhà khoa học hiện nay Thì vũ trụ từ đâu đến? Vàng vật từ đâu đến? Từ phạm vi rộng mà nói Giữa vũ trụ này Vô lượng vô số những tinh cầu Những tinh cầu rất kỳ lạ Nó vận hành trong hư không Dọc theo quỹ đạo nhất định Nó không gặp cũng không được Như vậy là sao? Trong tinh cầu này còn có vô số sinh vật rốt cuộc là từ đâu đến. Chúng ta không nói tinh cầu bên ngoài, chỉ nói đến địa cầu này rất gần, những sinh vật trên địa cầu này từ đâu đến? Sơn là đại địa từ đâu đến? Tôi từ đâu đến? Nói với quý vị một cách rõ ràng minh bạch. Đây là khoa học là triết học Khoa học và triết học đều chưa nói rõ ràng Ba ngàn năm trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Trong Kinh điển Đại Thừa đã nói một cách rõ ràng minh bạch Nói hay hơn các nhà khoa học hiện nay rất nhiều Tôi nghe gần đây Báo cáo nghiên cứu của các nhà lượng tử lực học tôi xem xong rất hoan hỉ tôi có lý do tin rằng hai đến ba mươi năm sau phật giáo rất hưng tình phật giáo không còn gọi là phật giáo không phải là tôn giáo về phật giáo là gì là khoa học cao cấp là triết học cao cấp phật giáo được người trên toàn thế giới phổ biến tiếp thu vì sao vậy? Lượng tử lực học đã chứng minh Tinh thần là như thế nào? Vật chất là gì? Nhà lượng tử học đã giải thích nó rất rõ ràng Hoàn toàn tương đồng với Phật Pháp đã nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Trong 2.500 năm trước Bây giờ quý vị mới nghiên cứu được quý vị nghiên cứu được nguồn gốc của vật chất nguồn gốc của hiện tượng tinh thần chị nói đến điều gì nói đến nguồn gốc ban sơ là từ không sinh ra có chị nói một câu như thế không sao lại sinh ra có đức phật không nói như vậy ngài nói từ tự tánh hiển lộ tự tánh không phải là vật chất không phải tinh thần nhưng nó có thể sanh ra vật chất cũng có thể sanh ra tinh thần đây là nói các nhà khoa học chưa kiến tánh họ có thể kiến tánh không không thể vì sao không thể vì họ có tư tưởng Tư tưởng chính là vọng tưởng Không phải chân tâm Vọng tâm duyên không được chân tâm Tự tánh là chân tâm Vọng tâm có thể duyên được vọng tâm Phật Pháp nói vọng tâm chính là a la gia Ngày nay khoa học duyên được tới a la gia Nhìn thấy a la gia Tam tế tướng của a la gia Các nhà khoa học nói trong vũ trụ này không có gì cả Chỉ có ba loại Thứ nhất là năng lượng Thứ hai là vật chất Thứ ba là tin tức Tin tức chính là hiện tượng tinh thần Tam tế tướng qua là gia Danh từ Đức Phật nói không giống nhau Trên thực tế là cùng một vấn đề Đức Phật nói về a la gia Thứ nhất là nghiệp tướng Nghiệp tướng là năng lượng Thứ hai là chuyện tướng Chuyện tướng nghĩa là tin tức Thứ ba là cảnh giới tướng Tức là vật chất không dễ các nhà khoa học đã tìm ra ba thứ này nói rất rõ ràng chúng ta khâm phục vô cùng nếu như họ học phật pháp đại thừa họ sẽ hoàn toàn thấu triệt Tu học theo phương pháp của Đại Thừa Nghĩa là buông bỏ tất cả khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước Họ sẽ thành Phật Họ sẽ minh tâm kiến tánh Tôi tin rằng họ thành tựu còn nhanh hơn chúng ta Chỉ cần buông bỏ là thành tựu Lúc tôi học Phật Vào cửa Phật Tôi học triết học với thầy Tôi vào cửa Phật bằng con đường triết học Thầy nói với tôi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Là nhà triết học vĩ đại nhất trên toàn thế giới Kinh điển Phật giáo Chính là triết học cao nhất trên thế giới Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người Tôi được những câu nói này của Thầy đưa vào cửa Phật Học suốt 59 năm Thấy rằng Thầy không hề gạt mình Tôi vô cùng cảm kích Khiến đời này tôi có một cuộc sống hạnh phúc an lạc Nếu Thầy không chỉ con đường này cho tôi Thì đời này tôi rất gian khổ Thông qua 59 năm tu Bây giờ đã biết Phật Pháp không những là triết học cao cấp Mà còn là khoa học cao cấp Trong triết học và khoa học Bản thể luận của triết học đến nay vẫn chưa định luận Trong khoa học nó về nguồn gốc của vật chất Không nói rõ ràng Nó đều có trong Phật Pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rất rõ ràng, minh bạch cũng nói với quý vị làm sao để chứng được lúc đó đức phật không dùng đến máy móc làm sao ngài biết bằng thiền định thiền định nghĩa là buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước nhập định càng sâu thì những gì quý vị thấy được càng nhiều càng rộng trong thiền định thậm thâm thấy được nguyên khởi của toàn thể vũ trụ Ngài không cần dùng máy móc Còn chân thật hơn quý vị dùng máy móc Máy móc là mượn công cụ bên ngoài Ngài thì không cần đến Bởi thế Phật Pháp Không chỉ như lời Thầy Phương nói Là triết học đỉnh cao nhất trên toàn thế giới Mà còn là khoa học đỉnh cao nhất Ngài Einstein có dự ngôn tôn giáo trong tương lai phật pháp sẽ mãi mãi truyền thừa không bị khoa học đào thải lời này nói rất hay vì sao không thể đào thải vì nó là khoa học quý vị đào thải phật giáo thì khoa học sẽ không còn hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp Pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử Đạo Tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật